Lê Minh mến chào các cô dì chú bác, chào các anh chị, chào các bạn đã quay trở lại với đường live của Lê Minh Vlog. Thì cả nhà ơi, mình cũng mới nhận được một cuộc điện thoại thì có một người nói rằng là chị cần cái sự giúp đỡ. Thì mình cũng nghe nói là cái sơ qua là nghe nói là chị chồng chị mất được 2-3 năm nay, mà bây giờ chị lại nuôi một cháu 13-14 tuổi đang đi học. Thì cũng tiếc rằng là chị đi làm phụ việc nhà cho người ta cả nhà, thì chị bị té cầu thang thì không may bị dập bể một đốt xương sống, bây giờ chị nằm liệt một chỗ. Thì chị có điện thoại và nhờ để giúp đỡ. Thì hôm nay mình cũng mua, cả nhà biết không, mình cũng mua một chai dầu ăn và chai nước mắm này nha cả nhà, và một túi đường, một gói bột ngọt. Thì bà xã lại còn mua thêm một gói xà bông nữa chứ, đấy, với 10 gói cháo đấy, và một thùng mì tôm với cả nhà. Đây, một thùng mì tôm và 10 ký gạo. Đấy, trước mắt là mình sẽ sang thăm chị, cũng như là hỏi thăm xem là tình hình chị như thế nào, và chị có phải như lời chị điện thoại chị nói hay không. Thì bây giờ mình mời cả nhà hãy cùng đồng hành với mình để sang xem chị như thế nào nhé. Đây là cái nhà, cái phòng của chị ở đây cả nhà. Dạ. Em chào chị. Dạ, chào anh. Chị có nhà của mình nữa hả? Dạ. À vậy hả? À. Hai mẹ con à. À vậy hả? Nó cũng đi suốt. Đi học về rồi cũng khách đích đi tiếp. Dạ. Cái này trong này anh ngồi nó cũng được. Anh lấy ghế nhỉ? Rồi, ngồi bệnh được. Chị bệnh này lâu chưa? Dạ, bị hồi 9 tây tháng 12. À dạ. À, 9 tây, chị chào. Tháng 9. Chị chào khán giả bà con đi. Chào các cộng đồng mạng. Dạ, là cộng đồng. Dạ. Chị không, để chị tự giới thiệu chị tên gì? Em tên chị đang ở đâu, với chị giới thiệu nhé. Nguyễn Thị Mộng Thu ở phường 2, thành phố Vũng Tàu, ở đường Hoàng Ba Thám. À dạ. Số nhà 160/20. À dạ. Phường 2. Thế thì em cũng nghe cái thông tin, tại vì có chị cũng gần nhà đấy, chị giới thiệu, chị bảo là nghe nói là hôm qua chị cũng có điện, hôm qua chiều hôm qua chị cũng dắt em sang. Dạ. Chị nói là hai vợ chồng mà anh hình như mất mấy năm nay đúng không? Dạ, mất hồi 2017. À, anh mất 2017. À, mùng 1 tháng 8 âm lịch 2017. Dạ, dạ. À, anh bị bệnh đột quỵ. À, đột quỵ hả? Dạ. Anh mất lúc đấy là bao nhiêu tuổi nhỉ chị? À, 56 tuổi. À, 56 tuổi, còn trẻ quá mà nhỉ. Em thì 50. Dạ. Thế thì anh chị được mấy cháu? Có một bé. À, có một cháu. Ảnh là em, ảnh lấy em là vợ sau. À, vậy hả? Đời trước anh có vợ mà, nhưng mà hai vợ chồng ở được ly hôn. Dạ. Thế giờ chị như đây nguồn thu nhập chính thì chị bây giờ chị bữa trước là đi làm như nào mà bị tai nạn như này? Dạ, em đi cũng như ban ngày em đi nấu cơm cho nhà trẻ. Dạ. Tư thục á. Dạ, dạ. Rồi xong rồi ngày chủ nhật đi làm thêm, mình dọn dẹp nhà cửa, ủi quần áo. Dạ. Lau nhà, lau cửa kính rồi. Còn mấy buổi kia thì cũng đi giúp việc nhà cái gì, theo giờ á. Dạ. Rồi không may thì bị tai nạn. Dạ. Rồi. Chị bị tai nạn này thì bên chỗ mình bị tai nạn thì có hỗ trợ cho chị được tí nào đấy? Được, có mười mấy triệu. À, cho mười mấy triệu. Dạ. Thế là từ ngày đó đến giờ bây giờ là liệt hai chân, không có đi được. Dạ, người ta nói tự mình đâu phải mình muốn vậy đâu anh. Đâu có, mình đi làm thì tai nạn tất nhiên là ai không muốn, nhưng mà mình đi làm đấy thì đương nhiên người ta cũng phải hỗ trợ giúp mình tí chứ. 15 triệu. Lúc đó con em mới học mẫu giáo là học hết năm đó bắt đầu mới vô lớp 1 á. À, lúc đó là nó học lớp lá đó. Dạ. Dạ. Mà gặp học cái trường đó là mình làm á, rồi con học đó rồi đỡ một cái, rồi mấy chị thấy vậy, mấy chị không có lấy tiền tháng cho con nữa. Dạ. Chị chở nó tới học, bà nó chở. Dạ. Tới học. Chị năm nay là bao nhiêu, là năm mấy? Dạ, em sinh 1967. À, 67 năm nay cũng năm. Dạ. 6 năm 7 rồi. 57. Em bị hồi 46 tuổi. 57 tuổi rồi. Thì cả nhà ơi, thì mình hôm nay sang thăm chị, tại vì cũng nghe một số bà con cũng điện thoại cũng nói với mình.
thì mình cũng sang xác minh cái hoàn cảnh của chị, thì các bạn biết rồi cũng như chị trao đổi thì thì anh cũng mất mấy năm nay rồi, còn mỗi mình chị thôi, mà cháu thì năm nay cũng 14-15 tuổi đang đi học. Đấy, thì cũng rất là khó khăn. Chị thì không may bị cái tai nạn, bây giờ bị bể cái đốt sống cả nhà. Thì bây giờ chị bị liệt, bị liệt hai cái chân, chị không có đi đứng được. Chị ở trong cái phòng chị chỉ có lết đi lết lại, phụ trong cái phòng là được tí nào hay tí đấy thôi. Thì mình cũng đến ghi cái hình này thì cũng mong rằng các đồng cộng đồng mạng hay là cũng như là các mạnh thường quân trong kênh của Lê Minh thì cái video này thì nếu như có cái lòng hảo tâm giúp được cho chị tí nào thì hay tí đấy. Thì chị bây giờ cũng rất là khó khăn, mà cái nguồn thu nhập bây giờ chị cũng không có cái nguồn thu nhập nào, chỉ nhờ vô anh em thì dỗ cho tí nào hay tí đấy thôi, đấy có mấy đứa em hoặc là bên bây giờ bên cái bên phòng thương binh xã hội đấy. Thì chị bị tai nạn như này đấy cả nhà, anh thì mất sớm, thì còn chị như này thì cũng tháng cũng hỗ trợ được mấy trăm chị. Dạ em với cô nó, với cô nó lãnh là về cũng như nuôi cho em vậy. Dạ, dạ, với mẹ đơn thân là lãnh tháng được 2 triệu. À cũng được 2 triệu thì 2 triệu không đủ cho con học. Đúng rồi, 2 triệu thì làm sao mà ở một cái thành phố du lịch như này thì cả điện nhà biết rồi. Điện nước rồi thì mấy đứa em điện nước rồi các thứ linh tinh rồi, cháu thì đang đi học như này thì cũng rất là khó khăn. Thì em thì em không có biết, thì cũng nhờ qua các thông tin đại chúng ở bà con xem kênh thì bà con điện rồi cũng biết tới em sang thôi. Có quen Kim, tự nhiên Kim hồi xưa nó gửi con trong cái chỗ em làm. Dạ. Cái xong lớn chừng mà cũng mình đi giúp việc nhà, nó cũng giúp việc nhà. Thế dạ. Lúc em bị tai nạn thì nó lỡ rước con thì nghe mấy cái chị trong trường nói. Dạ. Mà bắt đầu là quen luôn. Chứ em để đấy em ra em xách cái ít đồ, tại vì thực sự này em ở trong khu bếp không mà em đâu phải. Em vợ chồng em thì cũng không có giàu có gì với ai. Yeah. Nhưng mà em sang ghi cái hình này thì em cũng có một chút quà để gửi cho chị. Yeah. Thì của ít lòng nhiều thôi. Yeah. Thì cái này có là cái lòng thành của vợ chồng em, để em ra sách vào cho chị. Yeah. Cái trước mắt để em hỗ trợ cho chị một thùng mì tôm để cả nó về tiện nó ăn được, cái mình không có nấu nướng được thì mình ăn bữa uống được chị nhé. Yeah. Chứ gì chị cũng thông cảm cho em. Yeah. Đây em muốn mua cho chị còn cái này là bà xã em mua cho chị 10 gói cháo nè. Dạ. Đấy thì có mua cho chai dầu với chai nước mắm. Đấy bà là còn mua cẩn thận, mình mua cái gói xà bông giặt nữa này. Đấy mua cái 1 ký đường. Dạ. Đấy mua cái gói xà bông nữa chứ. Với gói bột ngọt thế này. Dạ. Đang 10 ký gạo mà vừa để em làm sách vào. Cái này thì nó không có bán giá bao nhiêu, nhưng mà cái này cũng thuộc là của ít lòng nhiều đấy, vợ chồng em gửi cho chị. Đấy thì kệ nó, thì được một bữa hai bữa thì cũng đỡ đi. Ừ, dạ. Hai mẹ con như mùa ăn cũng gần. Dạ. Đấy thì em sang thì cũng chả có gì cả, em gửi chút quà cho chị với cháu. Thì cũng cả nhà biết không, mình cũng muốn ghi cái hình này lên để cho các đồng mạng hay là cũng như là các mạnh thường quân xem được chị thì cũng giúp cho chị tí. Chị bây giờ nếu ở trong nhà thì chị đi bằng cách nào? Em có cái xe bốn bánh này nè. Xe như thế nào? Ừ. Để em quay chị ghi hình cho chị đi thử với em xem nào. Dạ em phải lết xuống ạ. À. Dạ. Để quay cho chị đi thử cho cả nhà xem coi. Thì ngồi lên đó là hai cái tay đẩy đẩy. Dạ chị đi thử cho em xem nào. Dạ dạ dạ. Để em dẹp cái này lên em mới kéo qua được. Dạ. Em có cái dưới đây cho nó gần em. Để cả nhà xem coi là chị sinh hoạt hàng ngày ở trong cái nhà này xem là chị đi như thế nào. Thằng nằm nhiều hơn. Đi. Sáng thì bé đi học em mới xuống ăn vét, dọn dẹp đi. Dạ dạ. Để chị bị liệt hai cái giò, bây giờ chị phải lết như thế này đây cả nhà này. Đấy, hai chân chị đâu có cảm giác gì nữa hả? Không, hồi em bị lét mà bác sĩ mổ, bác sĩ vậy hả? Bác sĩ cạo á, bác sĩ hỏi đau không á. Chị lên làm cái xe, cái miếng xe có cái miếng ván, có muốn bánh. Dạ. Xe để chị đẩy như thế này đấy cả nhà. Đi thì đó, đó vậy đẩy lên vậy. Dạ, đó. Dạ, rồi được rồi. Rồi tội chi. Tại vì lên vậy. Một lần chị lên xuống cũng rất là khó khăn. Không lúc chứ không có tàn hồi lớp. Dạ, dạ, dạ. Không biết trời, cái đít đó nó lỡ chạy đi. Dạ. Đó, phải vinh lên vậy nè. Mới bỏ cái chân qua được, cái chân hai cái chân nó giống như là cái
bê tông vậy á. Dạ. Đúng mà nó nặng. Nó hồi đó lần lết vậy không nè. Dạ dạ. Lết rí đến nãy luôn. À thế này, chị đi là phải lết bằng cái xe bốn cái bánh như vậy. Thằng em để nó đóng. Dạ dạ. Đấy thì cả nhà xem, cả nhà cũng biết rồi chị. Bánh muối để tất cả. Đồ đoàn này cả nhà xem là đồ đoàn này chị xếp ngay tại chỗ rồi luôn. Đấy có gì lấy cho nó tiện, nhưng bây giờ để nơi xa là chị lấy không được. Ta nói chứ sao. Thế thì bỏ lên mấy cháu ở trong rồi gọn lên đi. Nhắc nữa em không sợ, em sợ. Dạ. Dạ dạ. Nói sao mà mấy người nói sao em để vậy sao em ngủ, tại vì nằm bây giờ không có nghiêng qua được. Cứ nằm thôi. Dạ. Không có nghiêng qua được. Mỗi lần nghiêng là phải bệnh cái chỗ này, mới bệnh cái cầu thang sắt mới nghiêng. Dạ, qua dạ. Rồi cái bệnh đây nghiêng qua được. Dạ. Chứ tự mình không giờ tự nghiêng được, từ hai cái chân nó đâu có đưa. Dạ. Qua đưa lại được đâu. Chị là sinh ra lớn lên ở Vũng Tàu luôn đúng không? Dạ. Dạ. Quê em là ở An Ngãi, huyện Long Điền. Đó là quê gốc ở Long Điền. Dạ. Dạ. Nội ngoại bên đó, nội thì ở trong An Hòa, ngoại thì ở An Bình vậy. Dạ dạ, dạ dạ. Xưa nói là ngay chỗ cái quạt nước ở An Ngãi. Dạ. Là ai cũng. Thế bây giờ cái hoàn cảnh hai mẹ con quá còn côi vậy mà bị liệt hai chân, thì có cái lời nào muốn nói với cộng đồng, muốn nói với các mạnh thường quân đi? Thì nếu như mà mình có cái duyên nào với cái mạnh thường quân nào đó, người ta hỗ trợ giúp đỡ cho chị được thế nào hay thế đấy, nhiều cái mình có cái duyên. Dạ. Đấy, dạ. Thì xem có dạ, cô dì chú bác cũng không có ấy, thì ví dụ mà các mạnh thường quân xem á, mà thấy mà thương tình em á. Dạ. Thì giúp đỡ cho em chứ em cũng biết. Dạ. Sao hết. Dạ, dạ. Giờ mình cũng không có đòi hỏi. Dạ, dạ, dạ. Thôi chị đừng có xúc động cả. Chị cứ nói rồi các mạnh thường quân người ta xem được cái video này thì ta sẽ giúp đỡ làm phước mà. Tại dạ. Vì ở xã hội thì cũng rất. Chứ là nhiều cái hoàn cảnh khó khăn. Hồi lúc em bị 2012. Dạ. Xong đến 2015 á, cái chị mà quen á, cái chị mà hồi xưa em đi giúp việc nhà cho chị, em giúp nhiều nhà lắm. Dạ. Cái chị mà hỏi giờ em khỏe chứ, em nói dạ khỏe rồi. Giờ em làm được cái gì không? Lúc đó mình ở nhà cũng đâu có tiền đâu anh. Yeah. Chỗ quen mà nói chị ơi bây giờ em chỉ ngồi được xe lăn rồi, em quét hay em ủi được đồ quá này kia thôi. Cái yeah. Chị nói chị thì chị có đứa con gái, chị lấy ông chồng Úc. Yeah. Rồi nếu mà chị đi làm thì có mình bà già ở nhà buồn. Chị nói thôi giờ em qua chị đi, sáng em qua. Ở bên chị. Úc hả? Không, người chồng chị ở Úc á. À, chồng giờ ở Úc. Sao người Úc á. Dạ, dạ. Sau này giờ đi rồi em. Dạ. Không nghĩ thôi, chị nói thôi giờ á em qua chị đi, chị lớn em có 1 tuổi. Dạ. Em qua chị đi rồi sáng 7 giờ em qua chị, em ở đó em trò chuyện với bà, hở bà có cái gì thì em kêu cho chị. Dạ, dễ hơn. Dạ, dạ. Rồi chị cho em 1 tháng 1 triệu. Nó dạ thôi được, chị cho nhiêu em lấy nhiêu, tự mình. Yeah. Cũng đâu có làm gì được đâu. Thì những việc ví dụ mình quét thì mình ngồi xe lăn mình qua bên đó. Chị mới mua cho em chiếc xe ba bánh đó. Đó. Cái xe đó ngồi có lắc được không? Lắc được. À, lắc được. Xong một thời gian á. Nhưng mà bây giờ mà đi ra đi vô là lắc cũng khó nữa chứ. Không, lắc là để dưới đất á. Hồi. Dạ. Ông xã còn là à, khi đầu ông xã mới còn. lết ra. Dạ, dạ. Mới lết từ từ xuống cầu thang, mới để từ cái ghế lết qua cái ghế cao mới lết lên cái xe được. Mới. Dạ. Đầu đi 7. Dạ. Giờ em đi, 7 giờ em đi đến 10 giờ mấy là em về. Có bữa trời mưa gió nữa, xong cái đi làm hoài cái như mình tự nhiên mình đấy, mình ngồi một chỗ mình lết tới lết lui cái. Ừ. Là lại bình không lại. Nhưng mà cái lúc xưa thì còn có anh đỡ ra, chứ bây giờ mà không có ai, có mỗi mình như thế này, cháu thì đang nhỏ đi học làm sao mà đỡ được. 2015 á, làm xong cái đặc đồ nó bị lét lại, bị như này. Nó lét hết lưng luôn hả? Lét cái dưới đít á, dưới cái mông. Thì bây giờ đã lành chưa? Dạ, bây giờ cái vết thương là lành như vậy? Lành rồi, giờ. À, nó. Dạ. Bị lại cũng như mình lết nhiều rồi, nó chạm á, nó ma sát nó này. À. Xong rồi cái thôi bệnh quá rồi cái nói chị cho chị ủa xong qua làm em, nói dạ em bị quá rồi chị ơi, em đang nằm nhà thương. Ừ. Cái nằm nhà thương xong rồi bác sĩ rồi mới sấy da, lóc da đây rồi. À, sấy vô lóc da đùi da đùi lên. Đó. Dạ. Đắp vô cho nó lớn quá rồi nó không có phát triển được da được đúng không? Dạ, mà nó sâu hói giống như cái lỗ con trầu vậy đó, ta lỗ phải, gà vậy đó, ta phải lấy da ở dưới ta đắp lên. Dạ. Nhưng mà cũng may đó, tại vì chị biết không, có nhiều trường hợp mà bị cái lết da đó mà không cẩn thận là nó bị hoại tử là mệt đó. Anh biết không, mà giống như trời thương mình vậy đó. Dạ. Rồi xong rồi cũng đâu có ai làm thuốc làm gì cho mình, cứ nghiêng qua nghiêng lại, cái nghiêng qua cái này, cái lấy kiếm mình dội, cái này lấy thuốc mình chậm vậy. Thôi. Yeah. Là thời gian nó cũng hết anh, nó cũng. Yeah. lành rồi. Thôi, giờ nó lâu cái nó cũng, bởi vậy mấy người kêu qua hỏi, mấy chị kia nói em say qua nó hơi, em ngại, nó say qua chị coi chỗ nó trội dữ rồi mày. Dạ.
xây qua mấy chị chụp hình luôn á. Thấy gì mấy chị cả nhà biết không, như chân của chị là bây giờ mình bẹo đâu biết đâu cả nhà, tại vì hai cái chân bây giờ bị liệt hẳn luôn. Không biết cái gì hết á. Cái gì mà coi như là từ từ bụng đổ xuống là từ rún đổ xuống là nó bị liệt hết. Không có cảm giác luôn. Dạ dạ. Cái là như bà nội mua đồ ăn gửi qua cái bịch ni lông á, mình để đây là mình đâu biết, đến chừng mình nảy lên rồi làm thấy một đường phỏng mình thì đâu có cảm giác đâu biết. Thì em cũng đến em ghi hình và trao đổi với chị như thế này. Thì không như này, em thấy chị trao đổi qua như thế này, cái hoàn cảnh của chị thì cũng rất là khó khăn. Thì có khả năng nếu như hàng tháng, nếu như mà hàng tháng ăn hết bao nhiêu gạo? Dạ, tự vì em cũng biết rồi đó, em đổ ra 10 không ký án, ăn nhá. 10 ký hả? 10 ký em đổ ra ăn cũng gần hết rồi. À dạ. Thì không như này em thì em không dám hứa, nhưng mà lúc nào rảnh thì hàng tháng, lúc nào rảnh thì em sang hỗ trợ gạo cho chị. Đấy thì nó ăn, tại vì nó cỡ này sức nó ăn. Đúng rồi. Nó thanh niên bây giờ đang đang tuổi ăn tuổi lớn nữa dạ. Thì cả nhà biết không, thì mình cũng mục đích ghi cái hình này lên, thì mong cả nhà nếu như mà xem cái video này thì hỗ trợ được cho chị, đó là cái điều đáng mừng và đáng quý. Tại vì cái hoàn cảnh của chị thực sự cũng rất là khó khăn, tại vì mình đây là đang trực tiếp mà trò chuyện với chị, chứ không phải là mình lấy một cái hình ảnh nào đó để mình đưa lên. Thì cũng mong rằng các bà con hoặc là cô dì chú bác nào có cái lòng hảo tâm thì cũng từ bi với những mảnh đời này. Đó là những cái thực tế là mình ghi những cái tấm hình này, không có sửa sang, không có lồng tiếng gì nữa cả nhà nhé. Đấy cho nên là mình cũng muốn làm sao để có cái nguồn thu nhập cho chị với cho cháu, cho nó học đại khái, làm sao không có học cao được thì cũng phải học thoát nạn mù chữ cái. Dạ là cũng học hết lớp 9 á anh. Dạ. Ví dụ nó không chịu học là phải cho học hết cấp 2. Dạ. Đặng đi học nghề rồi cô giáo cũng nói. Thì trong video này thì mình cũng nói hơi dài rồi, thì mình chắc có lẽ cũng xin phép cô dì chú bác và các bạn mình dừng tại đây. Một lần nữa mình cũng chân thành cảm ơn cô dì chú bác trong suốt thời gian qua cũng đồng hành cùng với kênh của Lê Minh để hỗ trợ và cũng như là giúp những cái mảnh đời khó khăn. Thì một lần nữa mình chân thành cảm ơn và gửi lời sâu sắc nhất tới các mạnh thường quân, và chúc cho các mạnh thường quân luôn luôn được mạnh khỏe, gia đình được an lành, mọi sự được như ý. Mình cũng xin chào tạm biệt tà nhà tại đây nhé. Xin chào. Chào.